Khi tôi đưa cái Phố Sa TV đưa cái chuyện đó thì cũng có fan của Thúy Nga vào gọi là phản đối rất là nhiều. Thì bây giờ nó xảy ra cái hiện tượng là fan của anh Trương Quốc Huy cũng gọi là phản đối khi mà có những cái bản tin liên quan tới anh Trương Quốc Huy, thì cái điều đó thì cũng không 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 có gì là mới mẻ. Nhưng mà cái vấn đề mà đã là cái người của công chúng, sống bằng cái đồng tiền của công Vâng. chúng, thì khi mà có vấn đề thì công chúng họ cần phải biết. Thì nó đúng, đương nhiên cái người fan họ cũng cần biết, và cái người anti fan của một cái người đó họ cũng cần biết để mà họ hiểu được rằng rõ ràng hơn về cái thần tượng hoặc là cái đối tượng đó. Thưa, cái này có lẽ ký giả làm chồng cũng không ngờ nè, ký giả làm chồng nói là ông mục sư An Phu Lê rất là hiền lành đúng không ạ? Thì cái này Khải không biết Khải có anh Vũ Hoàng Lan có thể xác minh kiểm chứng lại. Khải cũng rất là bất ngờ khi mà hôm qua Đây, Khải vô tình Khải lên trên YouTube. anh hãy là cho tôi nói là tôi không nói cái chuyện anh Du Lê là cái Ồ, thần anh cho tượng. Khải nói hết, Anh anh đừng được nói rồi, chút anh xíu, chưa biết Khải nói cái không gì. cho tôi nói chút xíu rồi rồi anh nói tiếp, chúng mình để cho nó khán giả hỏi khỏi có đi qua một cái hướng khác. Là tôi chỉ nói rằng là anh Du Lê cái tính tình đi chơi với chung với nhau tôi thấy anh rất hiền lành, chứ còn cái chuyện mà anh làm bên kia thì nó có gì Không, Khải nha. đang nói về mặt Không cái thì mặt không cái thì mặt không thì anh cứ nói thì tôi cũng nói để cho nó không có Ok, cái gì nhưng nhưng mà mà hôm cái gì qua nay vô tình Khải lên YouTube đó, Khải không hết. ngờ Khải xem được một cái community gọi là comment đúng không ạ? Của ông Andrew Lê cũng rất là bất ngờ, Khải không ngờ là không biết là hiểu lầm hay là Khải đọc lộn, nhưng mà Khải thấy anh Andrew Lê phản ứng rất là dữ dội, dùng từ của anh Minh Giang tức là rất là giận dữ khi mà gặp cái phản ứng nói là có người cáo buộc anh ta làm sai làm trái gì đó. Thì đó là không biết là anh Andrew Lê có thể mà tham gia livestream comment gì không, nhưng mà cái đó là Khải muốn đưa cái vấn đề ra cho mọi người biết thôi. Tức là cái Khải thấy lâu nay giống như cái giai đoạn chồng nói, Khải chưa thấy anh Andrew Lê lên mà đúng không, có những phản ứng, có những cái lời phát biểu gì mà gọi là phẫn nộ gay gắt hết. Nhưng mà Khải thấy hôm qua có một cái community comment cũng rất là gay gắt. Mà Đọc bây cái giờ nhóm gì nói về anh Rêu thì cho anh một câu à, tại vì bà con nói anh khó tánh hay là kia nọ không biết, nhưng mà em có cơ hội là từng cách đây một tuần hai tuần em có lại là văn phòng của anh Rêu một lần, lần đầu tiên lại, nhưng mà thấy anh ngâm một sư Rêu rất là tốt, rất là vui vẻ đàng hoàng, rất là tốt. Nhất là gì lại đó là anh nói ồ uống nước uống gì rồi này kia nọ, anh lăn sang này kia, anh nói nhà bếp có đồ trái cây kia nọ, cái bánh trái lạnh cứ đem ra cho bà con cho em ăn, là em là người là lần đầu tiên mà bác văn phòng anh Rêu thì mới ăn là vấn đề. Thôi bây giờ vậy đi. Cái Nhưng chuyện mà là đi thêm cái nữa là anh Andrew Lê và anh Mai Tiến Dũng và anh Minh Giang này chuẩn bị một cái lawsuit của bên đám anh theo như em đoán, tại vì bữa đó bà con comment nhiều lắm, có thể là sẽ mở một cái cuộc sue anh luật sư anh là Lê và anh Minh đang quan trọng Giang và gây quỹ đó đó, anh gây quỹ pháp Mai lý Tiến đó. Dũng chuẩn bị nha. Vâng, bây giờ như thế này, tại vì cái việc mà quay phim ở trước nhà rồi đưa lên rồi mấy cái chương trình mà liên quan đến Trung Quy đó, thì bây giờ ở phía bên kia cứ bàn luận lung tung hết. Thì bây giờ nói rằng vi phạm luật thì thưa đi, giống như anh Toàn Trọng nói thì cứ can thì pháp luật, cứ thưa ra thì ví dụ như thưa ông Andrew Lê, thưa ông Vũ Văn Mẫn, thưa Mai Tiến Dũng hay là ngay cả chúng tôi hay bất cứ người nào, chuyện đó thì bình thường. Còn bây giờ trở lại Trương Quốc Huy đó, có thể nói rằng Trương Quốc Huy là một cái nhân vật nằm ở trong cái cộng đồng và dính liền với dân cử, dân cử cũng là người nổi tiếng rồi, cũng là bất đích, coi như là cái người có bất đích rồi rồi, ngay cả lại còn đi bán buôn, đi quảng cáo, đi làm lung tung hàng ngầu, là dính theo những cái đám đại gia nữa. Anh cũng đã thấy rồi, dự ba ba dự coi như là ông Kiệt ông Kéo gì đồng lưng, nó toàn là vua nước Việt chứ toàn là cái ông là giáo chủ được không. Thì cái điều đó cho thấy rằng đó Trương Quy đã trở thành một cái người nhân vật trung tâm rồi, và nói mà dịnh vào Trương Quy để mà kiếm view kiếm like hay là để mà tạo sự kiện thì không phải đâu. Sự kiện này tự động Trương Quy mấy bạn người tạo ra, bởi vì sao, mình thiếu nợ người ta, mình biết chắc rằng mình không trả nợ, đối với mình ở nhà thuê cái nhà mình của mình đi hay là nhà thuê đi nữa mà một tháng hai tháng mình không trả nợ là mình biết có vấn đề rồi. Đúng không, mình biết phải có vấn đề rồi. Một cái người ở Việt Nam ở trong ở ngoài bãi rửa rừng thôi, chứ còn mà ở trong một cái căn nhà thì phải biết rồi, không thiếu thế cũng thiếu này thiếu kia mà mình không có nghĩa vụ gì hết, để đến cuối cùng mà người ta phải đưa ra tòa, đã tòa không biết luôn nữa rồi, để mà người ta cưỡng chế luôn, nó nhục nhã chứ. Thưa anh Minh Giang, nếu mình chưa đi vào trong cái nội bộ của người ta,
thì có khi nào ví dụ như tôi nói ví dụ như thưa anh nha, ví dụ thôi, tôi nói ví dụ như là họ không cung cấp cái nguồn cầu cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn của người mướn, rồi họ chưa chịu trả tiền, họ đang yêu cầu quý vị sửa cái đó, rồi lúc đó tôi mới trả tiền. Tôi nói ví dụ như vậy, có cái điều đó xảy ra không thưa anh? Không, tôi thấy trong hồ sơ tòa án không có cái gì cả. Có nghĩa là tôi cho một con bỏ hồ sơ tòa án tranh chấp mà là xử xong rồi là cái vấn đề á, là chỉ là thiếu nợ thôi. Anh đọc trong đó là chỉ có thiếu nợ. Vâng, là chỉ có là thiếu nợ. Và nếu như mà có sự tranh chấp gì đó là thì là đã tiếp tục xử rồi. Thậm chí là người ta gửi tới nhà mình cũng không biết luôn. Dạ. Nghĩa là mình không có bất cứ phản ứng nào hết. Thì những sự không phản ứng đó là cái gì? Anh đọc cái bản đó. Vâng, bản là như anh Văn Lan cũng có đấy. Đấy thì mọi thứ là nó đã rõ ràng như vậy rồi, nó là công khai. Thưa anh Minh Gia, hồi nãy anh nói cho phép Thầy nói thêm luôn là đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Thầy chẳng có gì để chối đó. Bây giờ ai mà nói Thầy đu trend, đu fan, phải nói Thầy không những đu trend, Thầy lập trend luôn á. Bây giờ lập cái trend hashtag là chửi bậy gà, chửi bậy gà. Nếu mà nói rằng, nếu mà nói trước Quyên thì hồi đưa trước Quyên sao? Trước Quyên còn đu bà Hằng còn dữ dằn hơn nữa, tức là còn đi theo bà Hằng kinh hồn, lạo ra để mà kiếm phiếu. Có được thì đó là đây nào? Chúng và cái đám đó, mà. Đúng không? Vấn đề chỗ á, chúng ta không phải là đu trend hay là vũ phan gì cả, mà chúng ta đó đang đi vào tìm hiểu sự thật. Yeah. Tại sao chúng tôi trở thành một cái nhân vật mà gọi là thủ lĩnh của cái cộng đồng cờ vàng này, của cái truyền thông cờ vàng này, là tại sao đám cha Lê Nguyễn Minh Chí rồi đám Trí Tạ đồ nó tôn vinh lên, ngay cả Trần Thế Văn phải tôn sùng lên là làm thầy. Tại sao như vậy? Tại sao một cái sự hàng giả như vậy mà còn học cái cộng sản mới lớp 7 rồi? Nhưng mà ở đây làm lãnh đạo của cái cờ vàng này, cái cộng đồng này như thế nào? Cái vấn đề chưa quốc về có lẽ là Minh Giang với Thầy cũng rành và mình đã trình bày nhiều đúng không? Như hôm qua anh em mình đã nói rồi. Hôm nay cho phép Thầy hoặc là ký nhà đồng chồng hoặc là đặt anh Vũ Hoàng Lân vô cái ghế nóng đi, tức là Thầy muốn nghe quý vị nhận định về Trương Quốc Huy, chứ còn Thầy bên Minh Giang thì đã nhận định rồi. Thưa anh Minh Giang thì anh nói thì tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của anh thôi. Nhưng còn thật sự là anh nói đó là thủ lĩnh của cờ vàng hay là gì thì tôi không nghĩ cái điều đó là đúng sự thật. Đối với những người đã sống lớn lên cái cờ vàng trước ngày 30/4/75 cho đến sau ngày 30/4/75 đầu tiên bây giờ thì tôi chỉ biết cái cá nhân tôi, tại vì tôi không đại diện cho ai tôi ấy, nhưng mà tôi lại nhìn anh có nhìn nhận anh thấy ồ có ấy này kia nọ, tôi chỉ nói một điều như vậy là thôi. Tôi không làm YouTube, tôi không bao giờ đi vận động mà tôi không đọc mấy cái ấy, thì tôi thấy nhiều người cứ để trong tôi địa chỉ đó gọi tôi sẽ giúp cho anh 100,000 view 3,000 view cái chuyện đó, đối với tôi là không để ý đến cái đó. Nhưng mà tôi cá nhân tôi khi anh nói như vậy thì tôi cũng xin xác định lại là anh Trương Huy đối với cá nhân tôi không có gì mà thủ lĩnh cái cờ vàng này. Vâng, thì tôi cũng trả lời với anh luôn là thật ra thì trong cộng đồng này đó thì rất là nhiều người họ không có ưa Trương Quốc Huy đâu, chúng tôi cũng đã biết, ngay cả các cụ lớn tuổi, các chú các bác cũng đã gọi chúng tôi, thậm chí là nói rằng là nhiều khi là Trương Quốc Huy nói tung tung từ bao giờ mà chú bác nghe đâu. Nhưng mà có điều đó là chính là cái đám dân cử là gọi là lãnh đạo của cờ vàng, lãnh đạo của cộng đồng này kết hợp với ông Triệu Phát để tổ chức một cái sự kiện 35 năm vinh danh cái thành tựu của cái cộng đồng này, và cố tình họ ảnh vinh danh một mình cố tình đưa Trương Quốc Huy lên như nhân vật điển hình và cho rằng thành công trong vấn đề truyền thông. Anh đã thấy rồi, làm Quy Đức các thứ rồi làm một cái sự kiện mà gọi là cờ nút vàng gì của Trương Quy, nó nói là mà mở cái tiệm mà tất cả dân cử đều đến đưa bằng tượng lực như Trương Quốc Huy thì đó, mà nó nói VTV cộng sản còn sợ cơ mà. Trương Quốc Huy nói like một cái 20,000 người coi, trong khi VTV của cộng sản không tới và cộng sản khiếp sợ, trong khi họ có mười mấy người YouTuber rồi kinh hồn, thì nó ảo tưởng, nó bị giống như là kinh doanh mà đa cấp, mà nó bị thượng đẳng đó, nó bị lân đồng đó, mà nó bị overdo quá trong khi mà sử dụng đồ mà nghiện ngập đó, nó bơm thuật thì không. Chúng ta thấy rằng một sự kiện kinh khủng. Cái thứ hai đó là khi mà nó vinh danh như vậy, tất cả mấy anh trong cái cộng đồng cờ vàng, mấy anh im lặng hết. Cái sự im lặng của mấy anh đó là đồng lõa với cái việc anh công nhận thằng Trương Quốc Huy nó là cái sự tôn vinh của thằng Trí Tạ. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói thôi anh. Tôi đồng ý với lại anh Đoàn Trọng trong cái việc mà nhận xét rằng là khi mà anh Minh Giang nói là anh Trương Quốc Huy là lãnh thủ là gì thủ lãnh của cờ vàng, thì cái đó tôi nghĩ là anh hơi phóng đại quá cái câu chuyện, hoặc là anh nhận định nó mang tính chủ quan. Có thể là anh Trương Quốc Huy lãnh cái bằng tưởng lục của ông Chí Tạ hay là của ông Trần Thái Văn, và ông Trương Quốc Huy được một số người trong gọi là trong khối cờ vàng họ yêu quý,
Nhưng mà cái đó không phải là tất cả. Ông Trần Thế Văn và ông Chí Đạt không đại diện cho tất cả, càng không đại diện cho những người mà bây giờ là phía đảng Dân Chủ, như là cô Kim ở thành phố Garingro, là biết bao nhiêu cô luật sư ở thành phố Santana v.v. Rồi họ cũng là cờ vàng, họ lúc nào họ cũng là những người mà là ủng hộ phía cờ vàng. Thành ra là cái đó nó có thể, anh có thể, nếu mà anh cho rằng là anh Trung Quy là thủ lãnh của nhóm một số những người cờ vàng thì có thể, còn toàn bộ cờ vàng tôi không đồng ý. Vậy thì chính ông Châu Đỗ Quân cũng nói là ông không có ủng hộ, không có tôn vinh chính phủ. Thưa anh, mời cả đại chúng ta tiếp. Dạ không, thầy chỉ nói. Thì tôi thấy rằng anh Trái hiện mọi cái gọi của Trung Quốc kia thì là một trong những cái vấn đề gọi là giống như bữa ăn thì có món này món kia món nọ vậy, có lúc người ta ở đấy ăn mì hoài thì người ta chán thì vậy có ăn cháo trắng đại khái như vậy thôi. Nhưng còn thật sự ra ông Trần Thế Văn cũng phải là cái người lãnh chủ cờ vàng, đó là cái điều người ta nghĩ. Nhưng thật sự ông lãnh chủ cờ vàng thì ông đâu có thua ra bị cờ bình đẳng như nhiều như vậy được. Để tôi nói đó là cái điều như vậy thôi. Nhưng mà ông Trần Thế Văn, tôi cứ nghĩ rằng ông có cái đầu óc, ông sử dụng Trung Quốc là ông nghĩ rằng là thêm một người nữa để ấy hoàn may tốt cho ông vậy thôi, chứ còn đối với Trung Quốc là cái gì anh giữ bờ chứ lại gì thôi, thì tôi chỉ nói vậy thôi, không phải là một cái người lãnh đạo đấy. Nên anh nói lãnh đạo thì cái điều đó, ví dụ anh nói ông Phan Thị Nhơn thì tôi nói có lãnh đạo là có một cái thời gian không lãnh đạo được. Nhưng mà tại sao bắt anh im lặng, tại sao bắt anh không phản đối cái sự vinh danh của các nhân tử đó? Cảm ơn anh Minh Giang đã hỏi, không có nhiều khi người ta cần nói mà có nhiều khi người ta không thèm nói, thế thôi, tôi chỉ nói lại vậy thôi. Thành ra cũng anh đừng có nghĩ có nhiều người không nói, anh đừng có nghĩ rằng người ta tán đồng. Tôi tôn trọng những cái quan điểm của anh nghĩ rằng những người không nói là tán đồng, nhưng mà có nhiều người ta không thèm nói. Nhưng mà anh nghĩ như thế nào khi mà một cái người nhân danh rằng là dạy dỗ người khác phải làm như thế này, làm như thế kia, các thứ này kia, nhưng mà bây giờ lại là bội tín không cả tiền nhạc không? Thì cái chuyện cá nhân thì tôi cũng phải là cái người mà counselor cho cái chuyện số cơ của cơ linh về này. Tôi xin miễn anh miễn khỏi trả lời câu hỏi. Nếu vậy, mấy anh kêu phải hỏi, nếu vậy cũng là như từ cái vụ Nhật Linh, từ cái lúc mà bả chửi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa chạy tay lái đó, thì phải nhớ ông Ngô Kỳ ông yêu cầu là các vị dân cử phải có thái độ, phải lên tiếng, đúng không ạ? Thì qua cái sự kiện vừa rồi mà bà Nhật Linh đi sắc nhiễu và là hù dọa truyền thông đó, rồi cái vụ mà bây giờ là ông Trương Quốc Huy là được bao nhiêu dân cử là vinh danh, thì ông chính Châu Đỗ Minh cũng đặt vấn đề, đúng không ạ? Thì anh quý vị nghĩ là những người dân cử đã từng vinh danh hoặc là từng dung túng cho Nhật Linh với Trương Quốc Huy có phải lên tiếng để mà ít nhất cho là người biết cái thái độ, cái suy nghĩ của họ đối với hai cái sự kiện, hai nhân vật này không ạ? Ở cái này thì rõ ràng là phải như vậy rồi. Bởi vì tự nhiên anh mở một cái cửa tiệm giống hồi nãy tôi nói đó, khi nghĩ rằng cái kênh của Trương Quốc Huy là cái kênh có triệu sắp triệu view gì các thứ này kia, đó có thể là một cái ô bật lưa dữ dội lắm, có thể là phát những cái công sức rất là lớn cho cả một cái làng cờ vàng ở đây, người ta bu vào, người ta bỏ phiếu cho họ, mà dùng cái uy tín của bao nhiêu dân cử để bán hàng. Họ chưa chi là họ tranh thủ là chạy lại với nhau đến bây giờ, đứa Quy nó đem lên nó khoe đó. Nói nào là bây giờ các cái dân cử từ Michelle Steel gọi là dân cử liên bang gì dữ dội lắm, cũng mang lại tặng cho nó, tặng ra để mà dán đầy ở trong cái cửa tiệm anh làm bán cái chất lượng cái hàng hóa nó có được hay không, tôi mua cái chén này có đúng hay thật, hay là tôi mua một cái ly nước này, ly nước này có phải là đúng hay không, cái chất lượng mới là quan trọng, hay là cái sản phẩm có cái giá trị của nó như thế nào, chứ không phải là mấy anh chơi các bạn đưa mấy bằng tửng lục rồi treo để lên lòe thiên hạ, để có kiểu mà sơn đông mãi bỏ hay gì. Cuối cùng bây giờ lòi ra đưa Quy nó là cái gì, một cái youtuber lên chửi cộng cũng chẳng khác gì á là cái bọn sơn đông mở cỏ mà đi lấy cây rồi đập lên đầu đập lên lưng của mình, rồi cuối cùng thì bán ta nó câu được bằng đá. Bây giờ thì uy tín gì nữa, bản thân của anh là anh còn không giữ được cái uy tín của anh, cái tối thiểu nhất ở trong nhà người ta mà không tránh trong nhà, đúng không? Thà là anh đói anh nghèo, ok tôi đói tôi nghèo, đừng có dỗ được xin tên nữa, đừng có dỗ được xin tên, tao là nhà đấu tranh của cộng sản Việt Nam các thứ này kia nọ, muốn mà cú xua và chửi các cái dân tử khác là thế nào, đồ giảm dối đó, bây giờ phải dẹp đi, đừng có chơi cái mặt đó nữa, và đừng có câu kết với nhau để mà tạo ra những cái sự hiện tượng đó mà nghĩ rằng qua mắt được thiên hạ, lừa được những cái người mà người ta ngu dốt, hoặc là lừa được những người họ thiếu hiểu biết, hoặc là đưa những cái bọn mà lũ manh cung đồ ra để mà làm những cái chuyện này chuyện kia, đã đến lúc rồi phải chấm dứt những cái chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Trước khi Thạch mời quý vị có lời cuối á, sẵn anh Minh Giang nói là lừa đảo dịp bợm rồi, sẵn ông Ngô Kỳ hay nói là nói có sốc. Rồi cho anh nói đó, không ấy là con phải đi trước. Thì đó, không, bây giờ anh cho có lẽ là mình cũng rõ đó. Xong rồi, bây giờ lại chị gửi là... Không, cái đó là hai tập này tại sao nha. Thầy gửi anh Minh Giang với anh cũng hoàn hai tập này ha. Là để cái hồ sơ mà nói về cái vấn đề... Thì mình nói, lần nhớ mình sẽ làm hồ sơ gì? Cái hồ sơ mà nói là cái bằng chứng, cái giấy tờ tòa án, trong đó có chữ ký của luật sư Dina Nguyễn, chữ ký của thẩm phán, nhân viên từ tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 với tháng 3 năm nay, là để mà chứng minh những cái lời cáo buộc của chúng tôi đối với ông Nam Quang. Đó là cái lần tới, thì sau khi mà quý vị còn như ký giả đoàn chồng hay là ai có cần cái đấy, thầy sẽ in ra, thầy gọi riêng.